Đại sư ca, đại sư ca có thấy nhị sư ca đâu không? Sư thuốc còn đây mà. Anh đã nhờ Vũ Trường Giang sư đệ đi Thiền La Sơn hái thuốc về cho sư phụ đó. Đại sư ca ơi, bệnh tình của phụ thân tiểu muội có thuyên giảm chút nào không? Hôm nay thì đã có phần thuyên giảm rồi. Tiểu muội vái trời. Ngu ca cũng vái trời, chứ sư phụ được mau bình phục để... Để chi vậy hả đại sư ca? Để ngu ca xin sư phụ được cầu hôn với sư muội đó. Hả? Đại sư ca? Không, tiểu muội không thèm đâu. Sư muội chẳng yêu ngu ca. Tiểu muội muốn nói là tiểu muội còn nhỏ, tiểu muội chưa hề tính đến chuyện vợ chồng. Sư muội năm nay vừa tròn 20 tuổi, lứa tuổi mà người ta thường mơ ước chuyện vợ chồng, để cùng chung sống đến trăm năm. Và tất cả ai ai cũng không cái được luật trời. Từ trước tới nay lòng tiểu muội chưa một lần nào vướng bận. Nhưng chợt cũng có phút giây nào à, em sẽ nghe lòng vương vấn à, một kỷ niệm một bóng hình à, sẽ khắc ghi vào tim mộc à, và em sẽ mơ à, một thiên đường lộng lẫy à, và giặt khúc tình ca cho em bước lên ngôi. Không, tiểu muội không thèm, tiểu muội không thèm lấy đại sư ca đâu. Tại sao? Tại vì như vậy nhị sư ca buồn lắm. Sư muội đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không phải vậy, nhưng mà em không biết nữa. Kìa, Bạch Thiên Hương. Nàng đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không, nhất định ta phải chiếm đoạt cho được nàng. Hà Mộc Châu, kính lại sư nương. Đừng thủ lễ, ta bất quá chỉ là vợ kế của Bạch Thượng Nhân, còn tuổi của ta vẫn sắp xỉ tuổi của Mộc Châu thôi mà. Dạ thưa. Hà Mộc Châu, ngươi có biết sư phụ ngươi đã làm chúc thư truyền ngôi vị trưởng môn cho ai chưa? Dạ thưa, đệ tử chưa biết được. Vũ Trường Giang. Hả? Nhị sư đệ? Phải. Vậy ngươi có cần ta giúp gì chăng? Nếu cần phải nghe lời ta, và không được quyền quên ơn mà cãi lời ta. Vâng, đệ tử xin nghe lời sư nương chỉ dạy. Ngươi hãy bỏ viên thuốc này vào siêu thuốc kia. Đệ tử đầu độc sư phụ. Phải. Nhưng lão ta không chết đâu. Này, hãy lại kề tai gần đây nghe ta bảo nhỏ. Dạ. Lại đây. Dạ. Lại đây. Dạ. Đứng gần ta nhà ngươi có chết đâu. Dạ, đệ tử không thể. Nếu nhà ngươi không thuận thì thôi, ta đi vậy. Đệ tử xin tuân lệnh sư nương, để làm một chuyện bội sư môn phản giáo. Chẳng phải vì ngôi vị trưởng môn, mà vì một niềm riêng đau xót nhất ở trên đời. Ta nhất định dương lên tìm hơi thở bằng tội lỗi cao vời. Ta không thể cúi đầu quốc số mệnh an bài cái đắng tối đen. Vũ Trường Giang ơi, sao đời mày đỏ thắm như son, được thầy tính cẩn ai cũng nặng lòng yêu dấu. Vì mày mà tao phải nhúng tay với máu, tao bóp dựng ân sâu để cướp đoạt một sợi tơ tình. Vậy thì hãy bỏ viên thuốc vào siêu đi. Đó có gì đâu. Rồi bây giờ hãy xích lại gần ta đi. Đồ khốn kiếp,
kìa, Lưu sư đệ. Sư đệ đã chửi ai vậy? Sư đệ đã sai quá rồi. Sai sao được, anh sai mà còn thấy cảnh gai mắt chướng tay để chửi đời. Sư đệ thấy gì hả? Thấy gì? Đệ thấy một con chàng dữ tợn hung hăng, nó đang đứng rình một con nai vàng. Nai vàng thật quá ngu ngơ, nên đem thịt mà hiến dần cho chàng. Lưu sư đệ sai rồi nó láo. Đâu có, đệ đâu có sai nào đó. Đời này làm gì có chuyện chàng tính. Đệ nói con chàng này pháp thuật rất cao cường, nó thuộc về loài gấu ngựa chàng tinh. Nó biến hóa thành ra đàn bà, nó đem cái nõn đường nhan sắc để dụ dỗ chàng trai trẻ ngu ngơ. Chẳng hạn như là đại sư ca đó, bán phương thịt mà bán luồng linh hồn. Sư đệ ăn nói lêu lao quá. Thôi, hãy theo ta vào vấn an sư phụ. Đi. À kìa, Vũ Nhị ca. Nhị ca đi hái thuốc mà sao lại ẩm người đẹp nào trên tay vậy? Đó, để phải cho bà Thiên Hương sư muội hai mới được. Lưu Linh sư đệ. Em hiểu lầm rồi, cô gái này là... Không biết đâu, anh ở đó đi, em đi mét cho mà coi. Lưu sư đệ. Cô nương, nàng đã bị chấn động nội thương trầm trọng, ta phải truyền nội lực cho nàng mới được. Kìa, nàng đã tỉnh. Khốn nạn, dâm tặc, đừng mong đụng đến mình ta. Cô nương nói gì lạ vậy, tôi đâu phải là dâm tặc. Sao nhà ngươi lại ôm ta? Thì tôi ôm cô nương từ Thiên La Sơn về đây nè. Thì ra, ông cứu tôi thoát khỏi tay dâm tặc ở Thiên La Sơn. Tôi hiểu lầm, xin ông thứ tội. Nào có gì, cô nương hãy đứng dậy đi. Còn đây là đâu? Đây là núi Võ Đan. Núi Võ Đan? Như vậy, ông đây là... Vũ Trường Giang, đệ tử thứ hai của môn phái Võ Đan. Vũ Trường Giang. Tên của một con sông dài cuồn cuộn nước, và tôi ước ao mình làm một con thuyền nhỏ để xuôi ngược với Trường Giang, chở mang nhiều hạnh phúc đến một phương trời diệu diễm, cho mây nước được trùng quang để tạo dựng một thiên đường. Bổn phận tôi giờ đã xong xuôi, tôi đi sắc thuốc cho thầy tôi. Kìa, sao ông vội vàng chi lắm vậy? Tôi chưa hết lời cảm tạ ơn ông. Hay là ông còn mãi giận hơn vì tôi đã làm bất ý ông? Cô nương à, câu chuyện kia đâu có đáng kể gì. Cô nương đừng bận. Tiểu muội là Hàng Phong Vân, vân lệnh phụ thân xuôi ngược giang hồ đi tìm một người anh thất lạc. Vũ ca nè. Hả? Vũ ca có vợ chưa? Chưa. Tiểu muội cũng chưa chồng. Trời đất, ê chết, mãi lo hầu chuyện với cô nương mà tại hạ quên bắt sư thuốc lên sắc cho sư phụ. Cũng may à, chứ nếu đại huynh nhớ chắc thuốc cạn hết quá. Kìa, bắt sư muội. Tôi nín đi, không có mũi tí gì hết trơn. Thật xưng lứa giường đôi, trai chưa vợ gặp gái chưa chồng, chưa chi mà người ta giở trò ông bướm. Bạch mũi đừng nói vậy mà quan cho anh. Cái gì, còn gì nữa mà quan? Vũ ca, đáng lẽ mũi còn nhiều chuyện nói với Vũ ca, nhưng mà gặp như vậy chắc là khó đứng lâu. Chuyện chúng ta bị cản mũi kỳ đà, xin hẹn một ngày tốt đẹp sẽ gặp nhau, xin tạm biệt. Đứng lại! Để người ta đi đi, bạch sư muội kêu lại làm chi nữa. Cô bé chưa cho ta biết tên họ. Ta tên Vũ Trường Giang. Khốn kiếp! Bạch sư muội, thuốc đã sát xong, sư muội đi với ngu ca vào dân hầu sư phụ. Đi sư muội đi. Không, tiểu muội đi một mình à, không cần đi với nhị ca đâu. Sư phụ, đây chén thuốc chính tay con sắc, xin dâng sư phụ uống cho bệnh sớm lành. Ta cảm ơn con.
sao ruột gan ta vẫn thế này? Vũ Trường Giang, Vũ Trường Giang, ngươi đã đầu độc ta. Sư phụ, chén thuốc do chính tay con sắc. Trời ơi, con không còn lời phân biện, đành quy đầu chờ luật sư môn định tội. Mộc Châu đâu? Dạ, đệ tử đang chờ lệnh. Hà Mộc Châu, hãy dùng luật bản môn trị tội phản đồ. Ta phải vào nhận công tống xuất độc chất. Nhớ, đánh 100 roi, phế bỏ võ công và trục xuất ra khỏi sư môn tức khắc. Sư phụ, trời ơi, giáo chúng đâu? Hãy đánh đủ 100 roi. Nhị sư ca. Sư muội, hãy giang ra. Giáo chúng đâu? Hãy dụng nghiêm hình thứ nhất, đánh đủ 100 roi. À, trời ơi, người ta đầu độc phụ thân tôi, sao họ chịu nhục hình? Tôi cứ nghe quằn quại theo từng nhịp roi tương mau, hận cứ trào dâng theo từng dòng lệ thấm môi hồng. Người ta phản bội sư môn là đã cắn răng bẻ gãi chư tâm đồng, nhưng sao tôi vẫn cứ nghe thương thương đứt ruột, không muốn nhìn thấy máu của ai rơi. Muốn phàn chi lắm nhị ca ơi, anh dẫu đã đổi thay lòng em vẫn còn nguyên chung thủy. Rút dội khăn đại sư ca, tiểu muội mới làm sao đây? Đại sư ca, tiểu đệ xin quỳ xuống để nhận lãnh hình phạt thứ hai đây. Vậy đại sư ca hãy xuống tay phế bỏ võ công của tiểu đệ đi. Khoan, nếu đại sư ca quyết ra tay trừng trị kẻ phản môn thì tiểu đệ xin quỳ xuống đây chịu thế. Vì tiểu đệ là một thằng sai thì dù bị phế võ công cũng uống rượu được như uống ngày uống đêm, uống cho quên trời quên đất, uống cho say ngửa say nghiêng, uống cho quên tình đời đen bạc, uống say để chửi thề cho ngọt miệng những thằng bạn bất lương. Lưu Linh, đừng mong lao, trời ơi sao quy luật của bản môn lại quá nặng nề, và Trường Giang sao nỡ đầu độc hai ân sư. Lưu sư đại cho hồn hào mà đắc tội với sư của ta gây ra, ta phải đành cúi đầu nhận chịu. Đại sư ca, xin cứ thi hành để đang chờ đại sư ca phế bỏ võ công. Không được, không được, nhị ca hãy chạy đi để em ở đây chịu thế cho, chạy đi mau đi. Không, tam đệ ơi, ta đâu thể bỏ đi để phải chịu thêm một lần hèn hạ. Rồi đây những ngày phiêu bạc mặt mũi nào đâu mà sống được ở trên đời. Lòng sư phụ thương ta cao dòi như biển như trời, không biết để làm chi. Bắt đầu ngày này trong võ đang võ sườn đã bị tên ta làm quen ô thanh danh. Ta quy đầu xin thọ lãnh tội tình để rửa bớt cho mình niềm oan khôn dài. Thank you.
phải tạm lĩnh thần mới được. Vũ Trường Giang, mày muốn làm loạn món quý à? Nhị ca hãy đi đi, có em Đoạn Hậu. Đứng lại à. Mau. Trời ơi, đại ca nặng tay quá vậy. Em từ giả em đi à. Kìa, có chuyện chi mà giáo chúng reo vang? Không có chi, vì cố dẫn công giải độc, nhưng chất thuốc kịch độc phát tác đã làm cho thượng nhân trở thành điên loạn. Trời ơi, phụ thân, phụ thân. Và bây giờ quyền chưởng môn làm sao thoát được tay của Mộc Châu? Đệ tử xin cảm tạ sư nương. Nào có chi, miễn ngươi đừng quên ơn và tuyệt đối vâng lời ta là đủ rồi. Ê, tụi bay định phá nhà sao vậy? Kìa, Bạch lão huynh, sao lão huynh lại như thế này? Mày là ai? Đại huynh đã quên tiểu đệ rồi sao? Tiểu đệ là Hàng Phong Trần, kẻ mà 20 năm về trước đã cùng lão huynh xuôi ngược giang hồ. Mày đi đâu đây? Tiểu đệ đi tìm tông tích đưa con trai 18 năm thất lạc trên đường ghé thăm đại huynh, để chứng kiến một cảnh đau lòng. Kìa, tại sao mày lại khóc? Tiểu đệ khóc cho đại huynh. Đại huynh ngày nay đã mất hết nét uy nghi của một thời ngang dọc, đời tóc xanh đại huynh đành chôn vùi trong ký ức. Mày khóc cho tao? Mày khóc cho một thằng bạn già đã từng sống với mày dọc gan với nhiều kỷ niệm. Thuở dừng chân đôi ẩm giữa canh sương rượu nóng mềm môi và vỗ kiếm mà ca vang vọng ngất lưng trời. Mày đến đây khi tao đã bị người ta ám hại tao rồi. Mày thấy không, đó là xanh mây trắng, râu tóc bạc màu, tao chết bởi bạc đen. Tao tìm kiếm một người con để đặt tên, để nhìn thấy đời tao trong quá khứ. Mày nhìn kìa, giữa lưng trời chim đang lặn lội, dưới khe sâu cá đang bay đường dắp nhiều. Trời ơi, vì sao mà đại quân ra thân đến nông nỗi này? Thằng nhỏ này ngộ quá ta. Mày điên rồi sao mà để râu ra đầy đầu với mày hả? Thôi rồi, đại huynh ơi, đại huynh đã mất hết rồi phong độ anh hùng. Đôi mắt lạc thần thân võ vàng tiều tụy, đâu còn hình hài của những ngày ngược bắc xuôi nam. Những đêm dài ca hát dưới trăng xuống đàn, là gió sắp hết nhịp bằng gió ngựa. Rồi ngẩng cổ nhìn trời miệng đông đầy rượu, nuốt những giọt thanh xuân mà mắt sáng hơn sao. Đời anh hùng thường đắm lụy mơ đào, đại huynh thường nói trong những giờ buồn thơ thần. Ôi biết bao nỗi buồn vui trong những ngày lần đần, nhìn đại huynh hôm nay mà lòng để nghe như chua xót cơ ngàn ngào. Ê, cái thằng nhỏ đầu râu này nói chuyện gì đâu mà không vui gì hết trời á. Thôi đi đi mày. Vâng, tiểu đệ còn biết nói gì bây giờ. Thôi, tiểu đệ về và sẽ lo tìm thuốc mà chữa trị cho đại huynh. Xin cáo biệt. Phản đồ đã bị trục xuất khỏi sư môn, sao còn dám bước chân về đây làm chi nữa? Tiểu đệ về đây để thăm sư phụ và để biện minh điều oan khuất. Biện minh? Đầu độc ân sư, còn gì nữa mà minh mà biện chứ? Ngươi nghĩ thế nào mới là có tội chứ?
nghe lời dụ dỗ của chàng tinh gấu ngựa để lừa bạn giấu thề mới là kẻ có tội. Cút nè, mày phải chết. Trời ơi, đại sư ca đánh tiểu đệ làm cho rượu nó trào ra hết tròi rồi. Trời đất ơi, máu, rượu có máu. Đại sư ca, sao anh ở nhẫn tâm xuống tay hạ độc thủ với Lưu sư đệ? Lưu Linh, dạ. Em hãy chạy đi. Vâng. Ui da. Vũ Trường Giang, tao phải giết mày. Đại huynh đã đoạn tình, đệ phải đành xuất thủ. Đại sư ca, hãy lượm gươm lên đi. Nhị sư ca, bạch sư muội, chết này. À, đại sư ca, sư đại sư ca xuống tay tàn độc, phong phi tiêu làm mù mắt nhị sư ca, nhị sư ca. Đau nhức lắm sư muội ơi. Trước mắt anh bây giờ là một vực thẳm buồn thảm thâm u. Đã tắt rồi ánh sáng giữa đôi người, làm sao tìm thấy những màu sắc. Những ngày buồn cô đơn chỉ được nhìn nhau bằng mắt trong lòng. Nhị ca, sư muội giang ra. Đại sư ca chớ xuống tay tàn độc, em cúi đầu giang lại xin thứ tha. Đã dầm nát cả tim ta, giữa ta và Trường Giang phải có kẻ mất người còn. Nhị ca, còn chi đâu, đời mù lòa tâm tối. Còn chứ, nó còn tình yêu bạch muội thì không thể sống được trên đời. Đôi mắt của nó mù nhưng nó vẫn hạnh phúc hơn người. Chỉ một mình bạch muội mới có quyền đổi mạng sống cho Trường Giang. Nghĩa là Trường Giang sống hay chết đều tùy thuộc vào thái độ của bạch muội đó. Vâng, em nhận lời. Bạch muội, bạch muội đã hiểu ý anh. Vâng, em hiểu và nhận lời. Em sẽ sống với đại ca bằng đạo nghĩa vợ chồng, để đổi mạng cho Vũ Trường Giang. Bạch muội ơi, sao em hy sinh, có nghĩa gì đâu với một thôi. Đừng làm màu nghĩa khí mà nên cúi mặt cảm ơn. Nàng cứu mạng ngươi rồi, đừng giống phụ ân sâu. Nể lời sư muội, ta tha chết cho ngươi, vậy ngươi hãy chọn lựa và quyết định trước khi ta trở lại nơi này. Hãy nhớ. Đại sư ca, thiên hương sư muội, đưa nhà một lần cuối chôn ở thần thù sâu, cho tình hiếu theo tháng ngày lấp vùi mộ
sâu. Như cành khô lá chết cho quốc thần nên lời, như chim biến trong mây biết cho nỗi lòng nặng sâu. Nhói tim em ơi, tiếng cuối cùng trong đời, mong từ đây chúng ta quên hận lập sầu. Nhị ca ơi, nếu nhị ca ra đi là để cố quên thì trời ơi, tiểu muội phải ở lại đây nghe lòng rạng giờ. Nếu người ra đi nặng lòng đau khổ thì kẻ sống thưa cũng đàn tan nát cả linh hồn. Sao trời đất dày bông ba cho bà phần má hồng, sao ai xui khiến chi đôi mình nặng lòng thương nhớ để phải nghẹn. Nhiều cho lệ ứa máu tươi, rồi mai đây trong những ngày tháng xa xôi, em xin được gửi trọn lòng theo anh trên dặm dài thương nhớ. Sư muội đừng tỏ ra yếu đuối khiến cho ngu ca thêm khó xử mà thôi. Nhị ca có biết rằng em yêu nhị ca đến thế nào không? Xin nhị ca hãy cho em khóc cạn dòng lệ buồn giờ vĩnh biệt. Nhị ca thiên hương ơi, hãy xích lại gần anh cho anh lau những dòng lệ thấm như những hàng ngọc tình thôi thấm máu chung tình. Anh sẽ mang theo trong suốt đi cuộc đăng trình, để anh được chắc yêu thương nhớ sự nghiệp đuôi mù lại những giọt tình thơm. Mùi tóc thoáng bay theo gió đưa hương, là y sống trọn đời kẻ mù lòa tâm tôi. Từ chốn quạnh hiu anh thầm nguyện cầu chờ đợi, tình em hạnh phúc vun tròn cho anh nở nụ cười tươi. Bạch Thiên Hương nhìn biết. Vũ ca. Ai vừa gọi đến tên ta? Vũ ca quên tiểu muội rồi sao? Tiểu muội là Hàng Phong Vân nè. Tại hạ không còn thấy gì nữa cả. Trời, tại sao Vũ ca lại ra nông nỗi này? Bây giờ Vũ ca lại định đi đâu? Chưa biết, nhưng tôi sẽ đi tìm một nơi nào không có trò tranh danh cướp lợi và chiếm đoạt tình yêu, để dưỡng thân mù lòa tâm tôi à, sống thuần lương không tội lỗi. Dù xa cách mấy phương trời tôi cũng tìm kiếm cho ra. Tiểu muội sẽ đưa dù đi tìm nơi lánh mặt cuộc đời. Hàng cô nương thâm cảm lòng đưa tiễn, như thế cũng đủ rồi, đừng bận biểu kẻ vô duyên.
bẫy rập hiểm sâu của lòng người bạc đen phản trắc. Thì nay trên bước đường luân lạc anh phải sống làm sao với tâm thân tầm tối đuôi mù. Em nguyện sẽ đưa anh đi cuối chân trời. Em nghĩ lúc hồn vấp vờ với đôi bờ sống chết, anh đã liều thân mà chẳng ngại gian nguy. Làm sao em đành cất bước ra đi, bỏ mặc anh lần dò từng bước đường phiêu bạc. Đời lắm bạc đen cũng không thiếu lòng son sắt. Em quyết đền ơn bằng cả cuộc đời mình. Hàng Phong Vân, anh có nói gì em cũng nhất quyết theo anh. Anh đừng nói gì nữa. Nhưng cô nương. Vậy thì Vũ ca hay gọi em là Vân Mùi. Vân Mùi. Vân Mùi ơi, Vũ ca ngỡ hồn mình đã tắt hết tình yêu theo đôi trong mắt. Nào ngờ giữa đêm tối chập trùng em đến đây để thắp sáng niềm tin. Chiều đã dâng sương đêm muôn trở mình, gió hiu hắt làm hoàng hôn da buốt. Em là giọt nắng vàng le lôi, dẫu muộn màng cũng làm ấm chiều thôn. Đời đã xui hai kẻ lạ hai phương, từ cổ lễ đưa đến cùng tương ngộ. Lòng sáng trăng sao nói sao hết đời thương cảm. Lệ rưng rưng theo từng giọt máu thấm tuôn dòng. Hạ Mộc Châu kìa sư nương. Nhà ngươi định phản bội ta. Đệ tử chưa làm gì nên tội. Vậy thì sao ngươi lại dám bội quốc với ta? Kẻ giúp nhà ngươi nắm trọn quyền nhà quyền, sao giờ đây ngươi lại quên rồi? Có phải chăng nhà ngươi đã manh tâm phản bội nên hành động âm thầm hướng hạnh phúc riêng tư? Đệ tử đối với sư nương vẫn chưa hề phạm tội, cũng không có hành động gì gọi là phản bội, mà vẫn một lòng một dạ với sư nương. Hai người nói chuyện chi mà tôi không hiểu được, trong lời nói kia như có điều bí mật. Em phụ thân tôi điên vì một âm mưu đen tối. Phải, nó nhờ ta mới làm được chuyện ngôn. Sao lòng tôi nghi ngại không cùng, giữa hai người ắt có ẩn tình kỳ. Ta đòi Mộc Châu phải lo ẩn nợ cho tròn chính nó. Sư nương về gọi khác mà tiết lộ âm mưu chết. Trời, mi dám giết ta? Đại sư ca giết người bịt miệng. Nếu sự thật đại sư ca ám hại phụ thân tôi thù hận đại sư ca suốt kiếp. Bạch sư muội, khốn nạn, bực nhân bực. Bạc tình bạc nghĩa. Kìa, ông sao ông còn trở lại đây? Để nhìn kẻ lạ giết người dân, để khóc để cười cho tình đời đen bạc. Ông quan trách tôi đâu phải không? Câm, không ta giết bây giờ. Phải, ông hãy giết tôi đi, cho tôi được nhắm mắt ngủ yên trên tay người chồng đau khổ. Xin sám hối với người đã yêu tôi mà tôi phụ bỏ ân tình. Tôi chỉ còn hơi thở phù du trong giây phút sau cùng, để xin ông một lời thứ tội cho một kẻ lìa đời không được lễ khóc thương. Tôi khóc đời tôi trót lạc bước lầm đường, giờ ân hận biết ra thì đã muộn. Nhìn mắt trong giờ đã mất lòng thương tưởng,
tôi chết bơ vơ trong cuối đành hương tàn. Đàn bà khốn nạn! Ông không nhìn được tôi sao? Tôi là yên tử vợ của ông đây mà. Bậy nè, nói dốc hoài. Trời ơi, thật tình ông không biết gì hơn. Tôi chết mà tôi không được ông tha thứ. Trời ơi, Vinh biết. Hả? Chết? Ủa, bà nói vậy mà bà chết thật sao? Tại sao bà chết? Bà chết thiệt rồi bỏ tôi sống bơ vơ. Ôi láo hoài à. Nó đang ngủ trong mơ, tóc buông rũ đòi ta ru cho tròn giấc ngủ. Hạnh phúc trong tay mà cứ tìm ngoài diễn giới. Buông thòng tay tôi sống tội ngập đầu. Hãy ngủ đi thôi cũng hết một đời. Lá đông lễ tiễn đưa người về vĩnh viễn. Chỉ còn lại đây mình ta trơ trọi lá mặt nhìn nhau mà sao vẫn nghe đau. Phong Vân con. Cha, có tin tức gì về người anh thất lạc của con không cha? Chỉ có một người mai ra biết được, nhưng hiện nay người ấy đã điên loạn. Bạch lão ba. Phải, cha đã cho người dùng thuốc giải độc rồi mà. Nhưng đến nay Bạch huynh vẫn chưa tỉnh trí hồn tâm. Ta chỉ sợ 18 năm dài xa cách, nó đã chết đi ở một phương trời nào đó. Chết. Phải, nếu nó chết đi thì ta đâu còn hy vọng để tìm gặp nhau. 18 năm phiêu bạc khắp chốn giang hồ đó đây, ta chỉ ước mong gặp lại nó một lần để nhìn mặt con, rồi có chết cũng yên lòng. Con vẫn hằng mong một ngày tương hội, cho gia đình hết sầu hận biệt ly. Xin cha đừng viễn vong lo sợ, sẽ có ngày con tìm được đại huynh. Cha cũng cầu mong như vậy. Con hãy nhớ kỹ điều này. Khi thất lạc, Hằng Phong Vũ có đeo nửa mảnh tiền vàng như con mang trên cổ đó. Nửa mảnh tiền vàng? Vâng, con sẽ nhớ. Trời sắp tối, để cha xuống chân núi tìm một ít củi khô về sưởi ấm. Cha để con đi cho. Thôi, con đi rồi để Vũ Trường Giang đó cho ai. Cha, cha kỳ quá à. Kìa, Vũ ca. Vân muội, trời sắp tối rồi phải không? Vâng, mặt trời đã xuống, một chút sương mù trên đỉnh cây rừng, một chút gió thu gần gỡn buổi hoàng hôn, một vài chiếc lá vừa xa cành lìa cội. Trời đêm nay chắc lạnh nhiều. Vũ ca hay ngồi xuống đây, tiểu muội sẽ gom những cành khô còn sót lại mà nhén lên bếp lửa. Ngồi tựa lưng vào vách đá, nghe tiếng lửa reo tí tách trong này và gió khóc ngoài kia. Tại hạ chợt nhớ tới những ngày xưa trên đỉnh gió đang sơn, thèm nghe tiếng hát ru dỗ dành giấc ngô. Đại ca, tiểu muội sẽ hát ru đại ca vào mộng đẹp và ru lòng mình với nỗi cô đơn. Tình ru dớt sai, người quên hết đau sầu. Lời thoáng bỗng nghe lời, ru giấc mơ tuyệt vời. Người ơi ngủ yên, lời ru thiết
tiếng ru nào bỗng nghe ngọt ngào như suối đó ngàn cao, ví như nghe thượng khúc ca cùng hàng người ơi hãy ru tiếng ru tuyệt vời. Sẽ hát đây với tiếng hát cô đơn đi ru đại ca được êm đềm trong giấc ngủ. Đại ca ơi, ngủ đi với giấc mơ mang nhiều hạnh phúc, còn tiểu muội ngồi đây thầm lặng khóc thương sâu. Khóc chuyện tình yêu mình đã khổ đau nhiều, biết rằng nhân dương là sẽ mang nhiều cay đắng, biết rằng ao ước rồi chỉ để buồn thêm. Nhưng không hiểu tại sao tiểu muội lại liều lĩnh dấn thân, không cần nghĩ đến tương lai và hậu quả. Có thể mai đây tiểu muội không còn gì nữa cả, ngoài một mối tình tiếng thua mắt ba mãi đông lòng. Lời dân muội nói ra sao buồn bã, khiến ngu ca tưởng chừng như đã khóc trong mơ. Với người tình xưa nức nở nghẹn ngào, với kỷ niệm cũ đang bắt đầu sống lại. Dù ca hãy ngủ đi, tiểu muội sẽ ngồi đây canh chừng cho dù ca được ngủ. Dù cho còn lại những phút giây ngắn ngủi, tiểu muội vẫn hết lòng chăm sóc cho dù ca. Dù ngoài kia trời lạnh rét căm căm, tiểu muội mong sao đêm nay thời gian sẽ kéo dài vô tận, để cho tiểu muội được hầu hạ vũ ca lần sau cuối, và ru cho vũ ca được giấc ngủ say nồng. Tiểu muội hầu hạ cho vũ ca đây, vũ ca hãy ngủ đi cho tròn cơn mộng, cho tiểu muội được vui dù chỉ vui trong khoảnh khắc khi đóng vai trò hầu hạ kẻ mình. Vũ ca đã ngủ say rồi, gió ngoài kia trở lạnh, tiểu muội đắp chiếc áo này cho vũ ca đỡ lạnh đêm nay. Trời tối rồi, sao phụ thân chưa trở lại? Không biết có việc gì bất trắc xảy ra không? Vũ ca hãy ngủ cho yên giấc, tiểu muội đi chốc lát rồi trở lại. Nhị sư ca đã có người yêu khác, họ đã chăm sóc dỗ về cho giấc ngủ nhị sư ca. Và tiểu muội chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, vì nhị sư ca đã hết yêu rồi. Tiểu muội, bạch thiên hương, thôi nhị sư ca đừng gọi đến tên tiểu muội mơ màng trong giấc ngủ, vì như thế chỉ làm cho tiểu muội tủi thân thêm. Mộng mị làm chi khi đã mất nhau rồi, thà rằng cứ lãng quên đi, ngà coi nhau như kẻ lạ qua đường. Bạch Thiên Hương ơi, nhị ca vẫn còn mãi mãi yêu em, yêu suốt một đời mình. Lòng nguyện với lòng thủy chung, thôi tình nghĩa thủy chung xin đừng nhắc làm gì chuyện
tình buồn đành khép lại thiên thu. Rồi mỗi kẻ một con đường, mặc tình ai buồn ai vui. Ta chỉ tiếc rằng ta đuối mù tàn tật, kể từ đây trên vàng nẻo đường đời. Người ta yêu đã bỏ ta rồi, có còn gặp lại nhau không? Nhị sư ca, tiểu muội còn đây, tiểu muội chưa hề bỏ rơi nhị sư ca. Vậy mà nhị sư ca đành lòng quên tiểu muội. Nhị sư ca đã có người yêu khác thì mình còn gặp gỡ nữa mà chi. Bạch Thiên Hương, Bạch Thiên Hương. Dạ, dạ, dạ tôi. Nhưng mà tôi không phải là Bạch Thiên Hương. Không phải là Bạch Thiên Hương à, tôi mới gặp lại nàng. Nhưng có lẽ là trong giấc chiêm bao. Cô nương là ai? Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, không có hạnh phúc, không có tình yêu. Tôi sinh ra với đời nhưng bị đời dứt bỏ. Cô nương nói thế nghĩa là? Nghĩa là tôi đã khổ suốt mười mấy năm qua. Tôi sống cô đơn từ thơ ấu đến bây giờ. Không biết chuyện yêu đương gì, không có người thương. Có lẽ cô nương vẫn ước ao một cuộc đời hạnh phúc, để được sống yên vui trong nghĩa vợ tình chồng. Lời cô nương nói ra khiến tôi chạnh lòng xót thương. Tôi xót thương cho phần má hồng, và chỉ còn biết cầu mong cuộc đời cô được bình yên. Ông ơi, phải chi thượng đế cứ sinh tôi ra là cỏ, là hoa, là gió, núi, mây, trời hay cát bụi. Phải chi tôi không óc, không tim, không tình, không cảm, thì thù hận với yêu đương đâu làm tôi nặng gánh thương sâu. Tôi còn sống đây mà như đã chết từ lâu rồi. Nghĩ đời mình thật vô cùng bất hạnh, tôi đã buồn bao nhiêu, nhưng cũng đành trong số phận hẩm hiu. Vì trời đã trót sinh tôi ra làm thân con gái, cho hết kiếp này đây mình mới đã xong nợ rồi. Nhắm mắt ngủ yên quên bỏ chuyện hồng trần. Cô nương, tôi chỉ biết khuyên cô nương một điều. Điều gì? Ông hãy nói. Đời người chỉ có một mùa xuân. Ông ơi, mùa xuân của tôi đang ngủ giấc thiên thu, chắc không bao giờ trở dậy. Tôi chỉ là một cô gái quê mùa xấu xí, thì đối với đời tôi còn được khao gì. Càng ước mơ càng thèm tôi thêm nhiều. Người ta chê tôi vì tôi xấu xí, người ta ghét tôi vì tôi bạc phước vô duyên. Thế cho nên tôi đã sống lặng câm, ôm nỗi khổ một mình không ai hay biết. Mai mốt này nếu tôi
vuốt mặt cho mình. Tâm sự của cô nương làm cho tôi buồn, tôi nhớ. Ông nhớ gì? Thân phận của tôi. Ông nói cô nương ơi, tôi chỉ là một thằng mù sống cô đơn, không người thân thuộc. Tương lai là chuỗi ngày dài đen tối, mà hiện tại thì đổ nát tiêu tan. Tôi lần dò trong quá khứ trống không, để tìm cho mình một chút gì gọi là kỷ niệm. Trời ơi, tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng với một xác thân quằn quại nỗi thương sầu. Kỷ niệm tôi đâu, người yêu tôi đâu, tất cả đã xa rồi như giấc mộng. Tất cả đi bỏ rơi tôi vào quên lãng, để cho tôi một mình thương nhớ mãi không. Ông này nói nghe thật là lạ. Ông đã có vợ rồi mà ông còn khổ nữa hay sao? Ai nói với cô nương là tôi có vợ đó? Vậy chứ còn cô gái nào vừa hầu quạt cho ông lúc nãy? Đó chỉ là người bạn tốt. Ông thật là diễm phúc. Chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi là vô phước, sống giữa cuộc đời trơ trọi bơ vơ. Thôi vĩnh biệt ông. Cô nương đi đâu? Không biết nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật xa, cho đến khi mòn mỏi rồi ngã gục ở dễ đường. Tất cả oán hận yêu thương chỉ có thể tìm quên trong cõi chết. Cô nương ơi, nếu cô nương sẽ quên được những buồn đau đắng cay, khi giá từ cuộc đời này chỉ mình tôi ôm nỗi xót xa, khúc quan vô lượng đành mang theo nơi chín sông. Dù chết đi tôi cũng không buồn, phút giây cuối cùng tôi cầu xin với ông, vuốt mặt giùm tôi chỉ một lần, để cho kẻ ba phước mình. Suốt cuộc đời trầm luân trong bể khổ, thì chúng ta chỉ biết ngậm ngùi cho thân số mình. Sao bạc phước vô duyên nên bất hạnh hơn người. Chớ còn biết nói làm sao khi định số đã an bài. Cô nương thì than thân trách phận vì trọn đời cô độc bơ vơ. Cô nương có những nỗi niềm không nói được, còn tôi cũng có nỗi khổ của riêng tôi. Hãy sáng cứ mang cho đến hết cuộc đời, cho đến ngày tàn hơi kiệt sức. Nghe giọng nói của ông, chắc ông cũng có một tình yêu thắm thiết, mà vì một hoàn cảnh trái ngang nào đó phải xa nhau. Phải, tôi đã yêu người ta và người ta cũng yêu tôi nhiều lắm. Nhưng vì một ngộ nhận xót đau mà đành ngoảnh mặt chia xa đôi ngả đường.
từ đó chia xa không gặp gỡ, chắc nàng vẫn nặng lòng yêu anh. Ông ở đây để tôi lánh mặt. Ê, thằng nhỏ, có cơm không? Cho tao ăn với cơ mày. Sư phụ. Ê, ê, đứng dậy. Mày làm gì mà quỳ trước mặt tao vậy? Đứng lên. Sư phụ ơi, con muốn vàn đắc tội, dù không phải con cố ý gây ra. Mày có tội, như vậy là mày phải chết. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết hết cả thế. Đang rủ nhau điên loạn mê cuồng, vợ thì muốn giết chồng, đồ đệ lại phán sư. Cho nên tao muốn lang thang cất góc biển chân trời, đã mấy trăm năm rồi mà tao có giết được ai đâu. Vui quá bay ơi, buồn tận dinh từng trời, gió cũng bức tiếng nghẹn lời, sương cũng lạ trả lệ rơi. Mày hãy quỳ xuống đây. Ủa, mà run của tao đâu rồi, mà tay dương xích tiền. Mày hãy tha tội cho tao. Sư phụ. Cha. Cô nương đây là? Là người con gái ngày xưa, đã khổ đau nhiều vì yêu lầm người bội bạc, vì tôi yêu giả non lòng, thù sâu trời không thấu hiểu. Những nơi trần thế còn có thằng say biết cảnh đắng cay, biết người đau khổ nên tìm đến đây bày tỏ đuôi đầu. Không phải trời cao gieo cảnh cơ cầu, mà tại nhân thế bạc đen sâu hiểm, vợ trẻ chán chồng già mới xuôi đồ để phản sư. Tất cả tội lỗi là do hàng mộc dâu nghe theo
lời bà chẳng kiếm miếng tử, nên sư phụ cuồng tâm loạn trí, và dù trường gian phải gánh chịu oan tình. Tam ca, có thật thế không? Tất cả đều là sự thật, vì tôi biết rõ đầu đuôi nên hàng bọc cháu mơ đài đọa tôi ra đến nông nỗi này. Nhị sư ca em mấy đứa tụi bay nói chuyện vui quá ha, thôi ở đây nha, tao đi nha, vui quá ta. Bạch huynh, hãy đứng yên cho lão đệ dẫn công chữa thương. Giang ra, tao có bệnh gì đâu mà chữa chứ đi. Xin vô phép. Các con hãy đưa bạch huynh vào trong, hy vọng là chốc nữa người sẽ tỉnh trí. Sao mày lại giết tao? Tại vì lão cản trở công việc của ta. Hằng Phong Vũ, con. Hả? Lão gọi tên thật của ta, Hằng Phong Vũ. Phải, đó là tên mà ta đã đặt cho con. Còn nửa mảnh tiền vàng này cũng chính ta đeo vào cổ cho con ngày xưa đó. Trời ơi, nói gì? Đây là cha ruột của con đây sao? Phong Vũ, Phong Vũ con ơi, cha đi tìm con suốt 18 năm trời đau khổ. Chân cha trai đã vì dẫm mòn đất nước, tóc bạc màu vì nắng cháy quê hương. Cha đã khóc nhiều đêm, đã sầu nhiều năm nhiều tháng. Cho đến nay gặp được con thì cha, cha đừng khóc. Cha có chết đó cũng là một bài học để cho con được sống. Từ trước đến nay cha chưa từng dạy dỗ cho con, thì hôm nay cha dạy cho con một bài học cuối cùng. Con hãy nghe và ghi nhớ trong lòng, cha dạy con sống ở đời đừng đua đòi tham vọng cao sang. Cha dạy con điều nghĩa nhân để cho con có lương tâm. Cha dạy con đạo làm người đừng bao giờ bất hiếu bất trung. Cha hãy dạy cho con bài học cuối cùng này, con nguyện nhớ suốt đời không thể nào dám quên. Cha chỉ ước mong sao con đừng tội lỗi thêm nhiều, là cha mãn nguyện rồi. Trong giấc ngủ ngàn thu, cha, cha ơi hãy dạy cho con lời cuối cùng. Có một người cha nhìn thấy đứa con sống cuộc đời hư hỏng, rồi mai đi cha vào thiên cổ thì con còn biết học hỏi ai điều nhân nghĩa ở trên đời. Con là một đứa trẻ sinh ra bất hạnh hơn người, tuổi âu thơ không có người chăm sóc, cho đến lớn con thì đã mất nết hư thân. Đời chỉ dạy cho con tranh giành kiếm đoạt, chứ không dạy cho con tình cảm thanh cao. Đời dạy cho con chém giết hung hăng, chớ không dạy cho con những điều nhân nghĩa. Làm cha là phải nuôi nấng dạy dỗ cho con hư hỏng cha là kẻ mang nhiều trách nhiệm.
nhưng vì hoàn cảnh cho nên cha con mình không được sống gần nhau. Cha ơi, 18 năm con là kẻ sống hung hăng đã gây ra biết bao điều tội lỗi. Cho đến hôm nay trời đã báo nên con đã cầm gương viết lại cha mình. Con quỳ xuống đây để sám hối tội tình. Thượng đế ơi, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu, xin hãy trừng phạt tôi đi. Tự nhiên tôi ao ước mình được sống lại với ngày xưa, với tuổi của trẻ thơ được cha mẹ nuông chiều chăm sóc. Tôi muốn được ngủ yên trong lòng tay của mẹ và muốn được vỗ về bằng tiếng hát người cha. Con, trời ơi, phải chi ngày trước gia đình mình đừng ly tan, phải chi con được sống bên cha thì đâu đến nỗi nào. Con chỉ cầu xin cha hãy thương con, đừng ghét bỏ con vì đời con tội lỗi. Con ơi, không có cha mẹ nào lại ghét bỏ con, dầu nó là hạng người gì đi nữa. Không có cha mẹ nào nỡ đoạn tình thâm phụ tử, dù biết rằng nó chỉ là một đứa con. Dù ơi, cha mẹ sinh con mà không nuôi được con, đó là do nó số trời đặt để. Ngày trước Võ Lâm gây thù kết oán, sát hại gia đình mình nên khiến phải chịu ly tan. 18 năm cha làm kẻ dài nắng dầm xuống xuôi ngược khắp cùng quê hương đất nước. Cha chỉ mong có một ngày nào đó cha được nhìn thấy con là cha cũng đủ vui rồi. Sao như thế này? Ác tặc, ngươi đã giết cha ta, ta liều chết với ngươi. Ta là kẻ ngập đầu tội lỗi, vậy ta quỳ xuống đây cho nàng tùy nghi rửa hận. Nghĩa là ngươi đã giết cha ta, ta phải giết ngươi. Phong dân con, đừng giống động mà gây thêm thảm kịch, vì kẻ ấy chính là anh ruột của con. Hàng Phong Vũ đã lưu lạc 18 năm trời, giờ đã được khôn lớn nên người. Anh của con đây mừng gặp nhau chưa tròn, thì ai đã làm cho cha thọ đồng? Đừng con, chính anh đây vô tình phạm thương thân phụ. Chính anh? Phải. Trời ơi, sông máu ngập đầu. Trả thù ai đây hoang nghiệt khéo cờ đầu. Tại nhiều lắm quan cường anh cúi đầu, nhờ em xuống tay gươm. Dù vô tình anh cũng phạm tội sát thần. Anh sống cuộc đời thừa làm sâu nhục tông môn. Đào đớn cho tôi biết phải làm sao trong cảnh tình này. Không lẽ giết anh trả thù cho thân phụ? Xa nhau 18 năm trời, gặp nhau mà lòng nghẹn đau thương. Hàng Phong Vân ơi, đừng yếu đuối,
em hãy giết anh đi. Chỉ có cái chết anh mới mong rửa bớt được tội lỗi với quan cường. Phải, dù không thể giết anh để trả thù cho thân phụ, nhưng em không thể để cho một tên ác ma sống gây thêm nợ máu. Em phải giết anh đây. Phong Vân con, đừng giết anh con. Hằng Phong Vũ, trước giờ nhắm mắt cha muốn được nghe con hứa là sẽ chu toàn bảo bọc em con. Được vuông tròn cho đến ngày xong việc thất gia, Phong Vân ơi con sẽ phải cô đơn. Nếu nặng lòng mà sát hại anh con, cha chết đi đâu tiếc hận gì, trong một niềm vui duy nhất được sum vầy. Con trịnh trọng cúi đầu hứa thành toàn cho em con, rửa tay gác kiếm con bỏ hết áo mộng giang hồ, một lần lạc bước giữa mê đồ, con nguyện sửa lòng ăn năn. Con nhớ đặt cha nằm kề ngôi mộ, đắp âm xương tàn hiền thục của mẹ con, để những ngày con mất coi hương, cha mẹ trở mình hàng biên. Vâng, con xin ghi nhớ lời cha dạy. Cha đừng nói vậy, con sợ lắm. Đừng, con đừng sợ. Là một kẻ đã từng cầm gươm, sao con còn lo sợ hão huyền? Đời ai lại khỏi chết, sống như cha cũng quá đủ rồi. Đừng bình rinh mà làm cho cha khó được xuôi tay. Thôi, vĩnh biệt cha. Cha ơi, Mộc Châu ơi, thì ra chính anh đã đầu độc thầy giết cha hải bàn. Một tay anh đã gây ra biết bao nhiêu điều oan nghiệt và đoạn tuyệt mọi thâm tình. Những kẻ đã nặng lòng yêu thương anh tha thiết chân nghi thành, anh phủi hết những ân tình thâm trọng, còn đổ trút những điều oan khuất cho vũ trường giang. Tội của anh làm đất quan trời hờn, mặt mũi nào anh còn sống được trong trời đất? Tham vọng nào đã biến anh thành ác thú? Bội nghĩa giống tình, anh đành quên hết mọi thâm ân. Thiên Hương em, Hàng đại sứ ca dầu có thoát được lưới người, cũng không thoát được cơ trời. Hàng lão bá chết bởi tay đại sứ ca, thì đại sứ ca sống cùng đâu có nghĩa gì? Phụ thân, con thù Mộc Châu suốt đời, vũ trường giang. Thiên Hương ơi, anh là kẻ mà trời bắt phải điều cay đắng, số mệnh định rồi anh nào quan trách Mộc Châu. Sư phụ giờ đấy đã thoát bệnh nguy, ta nên mừng vui mà đừng chuốc thêm thù hận. Mộc Châu đại sư ca đang cúi đầu quốc nghẹn, ôm xác cha mình mà hận tuổi dâng cao. Đại sư ca, mỗi người quanh đây chắc đang kinh cẩn cúi đầu, cùng chia sớt với đại ca cái tan đau quằn quại. Lời chưa nói nhưng để chắc ai cũng vậy, điều đã tư tha đại ca hãy yên lòng. Mộc Châu con, ta vui lòng dễ bỏ mọi cừu hận cho con.
Còn Vũ Trường Giang và Thiên Hương, ta cũng sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa. Con xin cảm tạ ơn sư phụ. Vũ sư đệ, Bạch sư muội, anh xin có lời chia vui với hạnh phúc hai em. Còn anh sẽ đi đâu? Anh với Phong Vân sẽ mang xác cha về quê cũ, đặt cha nằm cạnh mộ mẹ ngày xưa, hoàn thành ước nguyện cha sống. Anh sẽ gửi kim giang hồ vào thâm sơn cùng cốc để chôn vùi tên tôi, để sám hối tội tình, để trọn kiếp ăn năn. Thiên Hương, Trường Giang xin vĩnh biệt.